Chiều ngày 23 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố liên quan đến chiến đấu cơ Su-22 đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn Không quân 921. Khoảng 15 giờ 15 phút, máy bay bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh. Phi công đã kịp bung dù nhảy ra ngoài an toàn. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ hướng dẫn dưới mặt đất bị thương nhẹ. Máy bay này sau đó tiếp tục va vào tường rào của đơn vị và bị hư. Khu vực xảy ra sự cố trước đây là vùng đồi núi, không có hộ dân sinh sống. Chiến đấu cơ Su-22 do Liên Xô nghiên cứu thiết kế, đưa vào phục vụ từ những năm 1970. Việt Nam bắt đầu nhận được số lượng nhỏ Su-22 MUM trong năm 1979. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.